sau khi bị dân mạng công kích vì thả rong xuống đường cùng gia đình, người phụ nữ tên là xe mới đây lại tiếp tục thu hút sự chú ý khi diện áo thun bó sát vào quần chip đi tập gym. Được biết đến trên mạng xã hội sau những hình ảnh thả rong lú lăng đi chơi cùng gia đình, xe nhận về không ít lời chỉ trích từ dư luận. Lượt theo dõi trên trang Instagram mới đây của cô cũng tăng lên đáng kể. Thế nhưng bỏ ngoài tai những lời phê phán, xe lại tiếp tục khiến người ta bất ngờ khi diện quần chip cùng áo bó sát đến phòng gym đây không phải là lần đầu tiên người phụ nữ này diện quần chip xuống đường trong trang phục khó coi này xe vẫn tự tin cười nói và thậm chí là tiếp tục cập nhật những hình ảnh ngược trần đi chơi cùng chồng và con ở phố đi bộ nguyễn huệ quán cà phê hay các trung tâm thương mại lớn trước đó truyền thông quốc tế từng bất ngờ về hình ảnh người phụ nữ này thả rông mà có xuyên thấu đứng chụp hình cùng con trai nhỏ và chồng hầu hết đều tỏ ra khó hiểu với tất cả những hình ảnh mà cô nàng đăng tải vì sao khó để tìm kiếm một tấm ảnh có mặc áo ngực trên trang cá nhân của cô ấy đến như vậy được biết người phụ nữ này đang ở độ tuổi khoảng 30, thường xuyên chia sẻ vốn sống, quan điểm cá nhân trên Instagram, mặc cho mọi lời công kích hướng vào mình, đằng sau những tấm ảnh thả rong, phối cùng áo lưới, áo xuyên thống.